Tên gì, em tên gì Dạ em tên Michael. Mai Cơ ha. Vâng. Bây giờ em đến với chương trình của anh là nhờ anh tìm cho em một nửa mảnh ghép yêu thương đúng không Mai? Dạ. Em đã có một bé 10 tuổi. Hiện tại em đang nuôi bé và đã ly hôn xong xuôi hết rồi. Bé 10 tuổi đó, ở chung với em hay ở với Dạ ai? đúng rồi, em là người giám sát của bé. Hiện tại giờ 38 tuổi, công việc của em là nghề gì á Mai? Dạ em làm bên nhân viên spa. Em ly hôn cách đây được mấy năm rồi à Mai? 4 năm rồi anh. Hồi đó mình chung sống với ông xã làm sao mà để xảy ra ly hôn vậy Mai? Nói chung thì anh nói tới ly hôn thì không có lỗi của ai hết anh ơi. Như là trong cái cuộc sống mà hai người không Không có dung hòa nhau được á. không dung hòa nhau được ha. Bây giờ mong muốn của em mà muốn tìm một người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? Em tầm 40 tới 60 tuổi anh ạ. Ổn định, yêu thương lo lắng là được. Thương mẹ phải bế con Dạ ha. đúng rồi anh ạ. Rồi giả tỷ có anh nước ngoài rước đi có đi không Mai? Yêu thương thật lòng là đi. Yêu thương thật là đi ha. Yêu thương thật đi. Nói chung là năm mới thì chúc mọi người bình an, vạn sự như ý. Thôi em đứng dậy em xem thử rồi. Ồ, nhiều quá ok rồi nè. Lời nói đầu tiên Cảnh mến chào quý khán giả thân yêu đã đến với kênh Hữu Cảnh Kết Nối. Thì hôm nay Cảnh cũng có tình cờ nhận được số điện thoại của Phương. Phương có nhờ Cảnh về quay cho em một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì có một em ở trong tiệm của Phương cũng kêu Cảnh quay. Thì bây giờ mong quý vị khán giả cùng theo Cảnh để nghe em tâm sự ha. Anh chào em ha. Dạ em chào anh. Em cho anh biết là hiện tại giờ em được bao nhiêu tuổi em? Em 38 anh ạ. Em 38 tuổi. Rồi giờ trước tiên em chào khán giả trước đi. Dạ em tên Mai Cơ, em kính chào khán giả. Tên gì em tên gì Dạ chứ? em tên Mai Cơ. Mai Cơ ha. Vâng. Em Mai Cơ. Hiện tại giờ 38 tuổi. Công việc của em là nghề gì á Mai? Dạ em làm bên nhân viên spa. Thu nhập của em ổn định không Mai? Dạ cũng ổn định anh. Bây giờ em đến với chương trình của anh là nhờ anh tìm cho em một nửa mảnh ghép yêu thương đúng không Mai? Dạ. Rồi bây giờ em cho anh biết ít cái tình trạng hôn nhân của em làm sao á. Em đã có một bé 10 tuổi. Hiện tại em đang nuôi bé và đã ly hôn xong xuôi hết rồi. Em ly hôn cách đây được mấy năm rồi à Mai? 4 năm rồi anh. Trong 4 năm nay em có tìm cho ai tìm cho mình thêm được một người nào không? Dạ không anh. Chưa, em không thích hay là sao? Một phần không thích, một phần không quan tâm tới nữa. Như kiểu như là mắt niềm tin hay sao Mai? Dạ đúng rồi anh ạ. Bé 10 tuổi ở chung với em hay ở với Dạ ai? đúng rồi, em là người giám sát của bé, em nuôi bé. Hiện rồi bây giờ giả tỷ là em tìm được chồng rồi hai mẹ con phải về sống với chồng ha. Dạ. Nếu mà ai mà có xem video này mà thấy mến em thì thương mẹ nhớ bế con. Hồi đó mình chung sống với ông xã làm sao mà để xảy ra ly hôn vậy Mai? Nói chung thì anh nói tới ly hôn thì không có lỗi của ai hết anh ơi. Như là trong cái cuộc sống mà hai người không Không có dung hòa nhau được á. không dung hòa nhau được ha. Mình có con rồi sao mình không gắng mà để nhịn nhau mà để chăm sóc cho con hạnh phúc đó mà. Nhiều khi cũng cố gắng nhiều lắm anh, nhưng mà tại phước phần mình nó như vậy rồi thì chịu. Bây giờ mong muốn của em mà muốn tìm một người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? Em tầm 40 tới 60 tuổi anh ạ. 40, 60 tuổi. Em có cần là cái người đó kinh tế ổn định gì không? Cũng cần ổn định, yêu thương lo lắng là được. Thương mẹ phải bế con Dạ ha. đúng rồi anh ạ. Em hiện tại em có điểm mạnh điểm yếu gì không Mai? Nói chung thì mẹ đơn thân thì lúc nào nó cũng mạnh mẽ, nhưng mà yếu mềm thì lúc ban đêm về thôi. Tức là mình suy nghĩ thì mình sẽ yếu mềm, còn bơ 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 thì thôi bình thường anh ạ. Đó là điểm mạnh điểm yếu em. Rồi em còn đi nói khán giả không? Nói chung ra Mai rất là ngại ghi hình đó. Thì bữa nãy mình cũng có phiên mình nói không có gì ngại đó. Bây giờ đó,
Hiện tại bây giờ không phải mà Mai tìm không được người đâu, nhưng mà ở trong cái tiệm này nè thì giờ Mai mà ít có được đi ra ngoài, ra đâu có tiếp xúc với ai đâu. Ra có nhờ Cảnh tìm cho Mai một người, nếu mà ai mà cảm thấy mến Mai á thì thương mẹ nhớ bé con, rất là xinh luôn á, 38 tuổi mà còn rất trẻ luôn nè. Rồi giả tỷ có anh nước ngoài rước đi, có đi không Mai? Yêu thương thật lòng là đi, Yêu thương thật là đi ha. yêu thương thật đi Ủa có em bé người ta dắt đi được không ta? được mà, nếu như anh đó mà muốn là cái gì cũng được, tại anh không muốn thôi. À, em muốn cần mà tánh tình ta làm sao không? Nói chung thì phải tìm hiểu rồi mới hiểu, chứ còn nói xong thì mình cũng không biết. Hiện tại giờ em cân nặng với chiều cao của em được bao nhiêu? Em 1m55, 55 kg. Em thấy là em thấy em rất xinh luôn á. Thôi em đứng dậy em xem thử à. Ồ, nhiều quá ok rồi nè. Rồi nếu mà tìm được chồng rồi bỏ tiệm chắc cô chủ này chắc đền anh người quá. Không đâu, hai em rất là dễ thương, lúc nào hai cũng chúc phúc cho tụi em, được lúc nào cũng được hạnh phúc ạ. À, chồng em hồi đó ở đâu? Ở Sài Gòn anh ạ. Còn quê của em á? Cà Mau Quê em Cà Mau ha. Em ở huyện nào vậy Mai? năm căn anh ạ. À, rồi em vô tiệm cửa Phú này em ăn được bao nhiêu rồi? Thì từ lúc hai mở cửa khai trương tới giờ, À, theo thu nhập mà em ăn ở đây em tháng được nhiêu? nói chung thì đủ trang trải cuộc sống hai mẹ con, ổn định, nói chung là ổn định. Khá ổn định ha. Thì thôi bây giờ anh sẽ xin tóm tắt câu chuyện gì nè. Em Mai năm nay là 38 tuổi, mẹ đơn thân thì có được bé năm nay là 10 tuổi. Thì bé theo sống với mẹ thì mơ ước của em là tìm được người chung tình, biết chia sẻ yêu thương, quan trọng là kinh tế ổn định lo cho cuộc sống hai mẹ con. Nếu mà nãy giờ ai mà có xem video này mà cảm thấy mến Mai, đừng liên hệ qua số điện thoại Cảnh đã nêu trên, Cảnh sẽ kết nối cho hai người để tìm hiểu nhau. À, Mai giờ em còn điều gì mà nhắn lại khán giả không Mai? Nói chung là năm mới thì chúc mọi người bình an, vạn sự như ý. Vậy thôi ha. Dạ. À, em có cho phép anh đăng hình ảnh em lên mạng xã hội không Mai? Dạ chào. Ừ, sau này em và bên em mà không có quyền mà kêu anh phải gỡ video này xuống ha. Dạ. Rồi anh cảm ơn em nhiều. Cảnh cũng xin chúc cho quý khán giả gần xa trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi anh cũng xin chúc cho em mau tìm được ý chung nhân của mình ha Mai. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Rồi anh chào tạm biệt em ha. Dạ.